bé nhà tôi không? Không, không phải bé này, bé này đâu. Sao chị nói thế? Thôi anh về bình tĩnh rồi, không phải bé không? Đây anh xem đi, đây là bé nhà tôi này này. Thì anh xem là giống không? Thank you.
nó hơi cả. Cả.
sao 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 Ủa, pìa lỗ. Nè, pìa ta này. Ừ, đi xuống không? Thank you.
Ủa lúc trẻ ừ lúc chờ ta có món nào sao đủ What?
nó rõ cả. Tôi đến đưa bé đi nhá. Bé đi á? Nên là tôi mang hết chiếc túi ra cho chị xem là bé là bé của tôi thật. Bé đã bảo là không phải rồi mà. Chị cứ xem đi. Đây, chị nhìn đây này. Đây phải bé nhà tôi không? Ê này này, chị so sánh hai mặt nhau này này. Không, không phải bé này, bé này đâu. Sao không phải? Không phải mà. Chị bảo không phải. Quá giống rồi đây này, chị nhìn đi. Nhưng mà không phải đâu, nhìn nó khác khác không phải đâu mà. Chị bảo không phải thì tí chị lên với tôi đi, lên trưởng thôn đây nào. Lên trưởng bản chị em mình, em trưởng bản nói thế nào, xem không phải không, nhìn đây này. Không phải cháu tôi là ai. Nhìn. Nhìn nó hơi giống. Không phải, nó giống giống nhưng rồi. Nhưng mà cũng không phải đâu. Ảnh này tóc, này. Tóc này nó dài hơn. Đây này, chị nhìn đây này. Tóc đây này. Đấy, chị thấy chưa? Bây giờ tôi cũng nói chuyện với chị nữa. Không phải đâu. Chị không nhận thì tí chị đi với tôi lên gặp chị thôi. Bé ơi. Này, đi đi chú. Đi đi chú. Đi về. Thế thì anh đi, nếu là anh muốn lên chỗ không thì anh đi trước. Thì em sẽ vào sau. Thế thì tí... Còn nếu là anh có chứng cứ và bé là của anh thì anh cứ đi trước đi. Thế nhá. Thì tí đưa bé lên nhá. Cảm ơn anh nhá. Ừ, anh cứ đi so sánh em đi. Đi vào chỉnh con so sánh em có phải không? Rồi, anh bé bé là bé của tôi nhìn là tôi biết luôn. Ừ. Đi trước tí, tôi lên sau nhá. Tí dẫn cả bé lên nhá. Ừ, đi trước đi.
哦，都好，都好些呢。爹别话呢，你都你都只拉点菜呢，你等下你哎，但是都没有让我买的去了，别话也都去包给你，得去碰别话，你就包点点别话，就包给当爹啊。爹啊，都没有让我买，你去包，你得干嘛？但是他还没来，你去包了，哦。Anh ta cứ suốt ngày đến để tìm con, cứ bảo là con nên cái ảnh cũng không giống. Sao lại cứ bảo là giống thế nhỉ? Ô, bây giờ anh cuối cùng làm nữa phải làm sao đây nhỉ? Bây giờ cứ coi này Ừ, cứ coi sơ một lần cho anh với chú biết à, về họ chị đó. Là con của ông, thế thì ông có cái gì chứng minh được không? Có chứ. Con chị sinh ra hay là chị đưa ở đâu về mà ông này lại bảo là con của ông đấy? Bé này không phải bé nhà em đâu, nhưng mà chồng em đi làm về xong là nhìn thấy bé ở ngoài đường. Rồi bé khóc xong là đưa bé về nhà thôi. Nhưng mà anh này cũng về đây bảo là con của anh, nhưng mà bé lại không nhận. Bé bảo là không phải chú. Thế ông chứng minh cho tôi xem là con của ông thì ông có cái điểm gì, hoặc là ông có chứng bằng chứng gì để ông đưa cho tôi. Sao chịu nói thế? Thôi anh về bình tĩnh rồi, đừng chỉ tay, nói chuyện. Tôi có bằng chứng đàng hoàng, con này con của tôi, cháu của tôi đàng hoàng ấy. Thế anh cứ lấy bằng chứng của anh ra xem cho bác anh xem có phải không. Rồi chị xem đi. Đây, hai anh xem này, cho hai anh em xem luôn. Xem luôn, đây này, đây có phải bé không? Đây, hai anh em xem đi, đây là bé nhà tôi này này, giống. Xem thế này thì chắc đúng đấy. Bé này không giống lắm, chưa chắc chắn. Bé này nhìn to hơn, bé này nhìn bé hơn. Chụp đấy, ảnh, chụp lên là nó như thế này thôi, chụp ảnh là nó như thế này thôi. Anh chỉ so sánh như này thôi, không phải bé à, bé nhà tôi luôn. Mặt, hai mặt này giống nhau luôn mà, đây là cháu của tôi mà. Đây sao tóc bái đứa này ngắn mà đứa này dài thế? Bà này mới cắt thôi, cái tóc này bà này mới cắt thôi. Đây này, bà mới cắt cái tóc này đi. Thế ảnh này ông chụp lâu chưa? Không phải đâu. Ảnh này hồi bé chưa đi là chụp rồi. Tôi xem thế này được. Tôi có chụp như thế này mà. Nhìn xài, anh này tưởng là bây giờ có thể chú ạ? Chị ạ. Dạ. Chị ạ. Dạ.
Ừ, nên người ta sẽ giả hơn anh này. Thế bé đã bảo là không phải rồi, anh cứ bảo là phải. Thế lúc này chú hỏi bé gái thì bé ra bảo sao? Bé bảo là không phải. Không phải. Bé bảo là không phải thì chắc không phải là cháu của ông. Nếu mà cháu của ông thì chắc chắn là cháu sẽ nhận là đây là chú của Tùng. Đấy. Bé đi lâu rồi bé không nhận thôi. Bà này chắc bà này nói gì rồi đấy. Nhìn này, anh nhìn cái lát tay của bé này. Cái này của bé này. Không. Lúc bé đi là bố bé đeo cái này luôn. Cái này là em vừa mới mua cho bé đấy. Em này, cái lát tay của bé này. Đây để tôi xem kỹ nào. Tôi xem nào, nó có sao ấy. Này làm gì giống cái hạt này màu xanh, cái hạt này màu trắng. Ở chợ có đầy ông. Nói như thế là không đúng đây, cái hạt này nó có giống đâu. Thế mà bà bảo không phải, thế bà cái này bà mua ở đâu? Cái này tôi đi chợ mua ở chợ đấy. Bà có bảo ở chợ tôi. Cái này là do tôi xuyên ra, không có ở chợ đâu. Cái này bà ở chợ thế. Tôi không cái ngôn lý nữa. Bây giờ thế cô có cái bảo. Thế bà có cái gì bà lấy ra xem. Thế em bảo đây con của em nhặt về. Thế thì lúc em nhặt có những cái bằng chứng gì, có giấy tờ gì ở trong đấy không? Em à có mà, em có cầm theo một cái giấy khi mà bé bị bỏ rơi xong là chồng em cầm cái giấy này về. Em đưa cái giấy này cho hai anh em, hai anh xem nhé. Tôi đã không thể tự nuôi con, nếu có ai đó nhìn thấy con tôi thì cầu mong có lòng từ bi và giúp đỡ để cho nó có tương lai và chỗ dựa. Tôi vừa xin cảm ơn trước. Ai cũng có bằng chứng này, chị cũng có bằng chứng, mà ông có bằng chứng thì thôi để cho chúng tôi điều tra một thời gian xem con ở đâu, mà đứa bé này làm rốt cuộc là ở đâu đấy. Chúng tôi điều tra được những cái gì chúng tôi sẽ gửi lời cho ông, trả lời cho ông một câu và cả chị. Đây là bà tự biết thôi, đây là trong giấy trắng không nói, của tôi là trong hình ảnh nhìn rõ luôn, sao ông, các ông không giải quyết cho tôi. Hình ảnh cũng chỉ giống một phần thôi, cũng không giống 100% được. Đây là cái giấy mà khi chồng em nhận được bé ở ngoài đường đấy. Cái này chắc do chị viết thôi. Không phải đâu, cái giấy này là giấy thật sự trong cái túi mà bé đang đeo quần áo, cả quần áo nữa. Sao không có tên của bố mẹ đây này, chắc do chị viết được thôi. Đây, giấy tờ đây cũng có mà ông mình này cũng không chứng minh được rằng là 100% bé là của ông. Thì bây giờ chúng tôi phải điều tra một thời gian, nếu mà có câu trả lời tôi sẽ nói cho anh chị biết. Thế anh chị cứ về đi, chúng tôi điều tra được chúng tôi sẽ trả lời. Ông cứ trả chị này đi. Thế nhá, thế thì nhờ hai anh giải quyết cho em. Cố gắng tìm cho em nào một cái biện pháp nào giải quyết cho em nhé. Cái này để cho tôi giữ lại cho nhé. Hình ảnh tí nữa ông gửi lại cho tôi. Vâng, để tôi đi xác minh. Được rồi nhé. Tôi cũng có việc nữa ông. Về thì tôi cũng đang có việc nữa. Tôi đi giải quyết việc của tôi nữa. Thế nhá, thế thì tôi xin phép. Vâng, chào mày. Thế thì hôm nào ông ra thì ông mang cái giấy khai sinh với cả có cái hộ khẩu gia đình ấy, ông mang cho tôi để chứng minh. Rồi tôi có mà, cái đấy bảo là đấy là đấy nhà anh. Cái đó tôi có mà. Thế thì hôm nào ra thì mang sang nhé. Hôm nay tôi cũng cầm đi, tôi cầm cái ảnh kia đâu. Nếu như anh bảo anh em hai anh yêu cầu có thì hôm nào tôi ra tôi có cho mang ra đây nhé. Chào anh nhé. Vâng. Thôi thì em cũng về xin phép về thế thì nuôi cháu về chăm sóc tốt rồi nhá. Ừ. Để chúng tôi điều tra xem. Ừ nhá. Để...